Để nói về cái kỷ niệm mà hút thuốc á, kỷ niệm hút thuốc thì lần đó là Hiếu Hiếu nhớ lần đầu tiên mà tôi tập hút thuốc, là không biết gọi là tập lần đầu để biết hút thuốc mọi người, là cái hồi tôi học cấp 2, học lớp 2 chứ, học lớp 2 nha. Cho nên tôi khá là tự tin rằng ở đây có một số bạn á, nếu mấy bạn biết hút thuốc á, Hiếu sợ là mấy bạn còn hả chưa có cái trải nghiệm lần đầu hút thuốc mà sớm bằng tôi nữa. Hồi đó là Hiếu lần đầu tiên tôi hút thuốc là hồi lớp 2 nha mọi người. Hiếu nhớ trong xóm của Hiếu có một cái ông tên là Teo, gọi là Treo nha mọi người, gọi là treo á nha, không biết là treo là TR hay là CH nữa mà cứ gọi là treo không à. Cái ông chỉ tôi là hút thuốc, ông kêu đợt đó là hút thuốc Z gói con mèo hay là gì đó, một điếu vậy không nhớ nhiêu tiền nữa, nhưng mà ông cho tôi hút thử. Cái lúc đó ông kêu tôi là hít vô đi, chỉ cần hít vô, ông kêu tôi hít vậy đó, hít vô thôi rồi thở ra, cái tôi hít vô, cái tôi thở ra đâu có khói đâu mấy má, còn bị sặc nữa. Cái xong cái ổng còn hướng dẫn tôi cách hút thuốc sau đó thở bằng lỗ mũi nữa. Trời ơi, thở ra bằng lỗ mũi nữa, trời ơi. Cái tôi đang hút vào đó cái ba tôi thấy, bữa hôm đó là hút đằng sau cái tiệm cà phê mà ba tôi uống á mọi người, mà tôi vẫn không biết là tại làm sao ba tôi nghe được cái tin là thằng Hiếu nó hút thuốc kìa đồ này nọ, cái ba tôi bắt đầu tôi quá trời luôn. Và kể từ cái lần đó nha, đó là lần cuối cùng trong cuộc đời của tôi mà tôi muốn trải nghiệm hút thuốc luôn á mọi người. Tới tận bây giờ thì Hiếu vẫn chưa biết hút thuốc. Nào, cái đó để sẵn tiện mà đang kể về kỷ niệm chung với ba tôi kể cho mọi người nghe cái câu chuyện này nè. Hồi lúc trước á, em Hiếu của mọi người thường hay ra cái quán cà phê của ba tôi ngồi lắm, mà ba tôi hay ra cái quán đó để ba tôi ngồi, ba tôi chơi domino. Các bạn biết mấy cái domino không? Hai cái hình mà cái cục màu đen vậy nè, có bò lục, bò tam, bò tứ đó. Đó, hồi xưa đó trong xóm của Hiếu mấy cái người già hay chơi, mấy cái người lớn tuổi người ta hay ngồi chơi cái đó lắm. Mỗi lần mà Hiếu ra ngoài đó Hiếu ngồi á là Hiếu đợi ba của Hiếu chơi ăn, rồi ba của Hiếu cho Hiếu tiền cái Hiếu đi chơi game. Đó, mà xu vậy nè, là hồi nhỏ tôi thường á là tôi bận quần siêu nhân, mà bận quần siêu nhân là một chuyện thôi nha, còn cái chuyện nữa nè là cái quần đó một là bị rách túi, hai là bị rách đáy. Hồi đó Hiếu của mọi người nhớ bận cái quần siêu nhân gì đó mà nó bị rách cái phần cái đũng của cái quần ở đây nè mọi người, đó nó rách ngay cái phần đây nè, mà nó rách lỗ bự lắm nha, nó rách một lỗ chắc cũng phải hơn cái ngón út luôn á, ơi lộn, bự hơn cái ngón cái luôn á. Cái lúc mà cái quán cà phê đó là không phải là để cho mình ngồi cái ghế nhựa hay là mấy cái ghế gì đâu, mà cái quán cà phê đó là ngồi cái ghế dây. Mấy bạn biết cái ghế dây không? Bạn biết cái mấy cái quán cà phê mà cái để cái ghế dây mà nó đang 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 nhau nhau kẹt 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 là không? Đó, bữa hôm đó em Hiếu của mọi người bận cái quần siêu nhân bị rách quần đó, cái tôi ngồi xuống mà mình bị rách quần, mà đang bị rách quần cho nên là nó lòi ra ngoài, con bị bẹp của mình nó lòi ra ngoài, nó lòi ra vậy cái ngồi sau cái cọng dây của cái chỗ cái ghế đó nó kẹp vô mấy má. Má bữa đó tưởng chết không á, bữa hôm đó tôi tưởng là giục luôn con mềm bẹp tôi luôn á, đâu có xài được cái gì nữa đâu. Bữa hôm đó là mọi người phải nhào vô giải cứu Diễm Hiếu bị kẹt con mềm bẹp vô trong cái cọng dây của cái ghế đó đó. Trời ơi, sao cái vụ đó nha, tôi không bao giờ mà tôi dám đi ra cái chỗ quán cà phê đó nữa luôn á, nó quê, nó quê dữ lắm luôn á. Mấy cái ông mà già già bạn ba tôi nói là bữa là sao rồi con, trời mấy ông hỏi mà không biết đường sao đỡ luôn á, họ nói đâu coi thử có còn xài được không. Trời ơi, mấy ổng cứ hù tôi không, mà cái lúc mà gỡ ra, tôi nhớ là người ta phải cúi xuống, ai ta không nhớ cái ông đó tên gì nữa, mà phải cúi xuống ở bên dưới đó nha, rồi đẩy đẩy nó lên dĩ vãng rồi nha mọi người, tất cả chỉ là dĩ vãng rồi nha mọi người, làm ơn mọi người đừng nhớ tới cái câu chuyện đó giùm tôi nữa cái. Trời ơi, tôi không nhớ cái ông đó ông tên gì nữa, để lát nữa tôi hỏi lại bạn ba tôi, à lộn, để lát nữa tôi hỏi lại ba tôi. Mỗi lần mà ra là cứ tới cái câu trời ơi, trong xóm của tôi thì nó cứ đồn cái câu chuyện đó hoài, quê muốn chết. Để cho mọi người nhìn được và mọi người hình dung được là cái mức độ mà xạo của em Hiếu nó lên tới mức nào. Bởi đây là một trong những cái câu chuyện mà em Hiếu của mọi người rất quê ở ngoài tiệm nét nha. Ở đây Hiếu tin chắc chắn rằng là sẽ có những bạn hồi nhỏ mấy bạn cũng từng mở những cái bịch nước mắm hoặc là những cái bịch canh mở như em Hiếu. Ví dụ thường á, người ta cột cái cọng dây thun lên cái bịch đó mà người ta cột chắc quá, mình sẽ không mở được đúng không? Thì chúng ta sẽ cắn cái phần đít của cái bịch đó. Chuẩn chưa, chuẩn chưa? Hồi đó em Hiếu của mọi người y khô vậy luôn, ăn cơm sườn hoặc là ăn bún thịt nướng là cắn cái đít của cái bọc nước mắm, xong sau đó mình đổ từ dưới đít mình đổ ra chứ không có lột được cái cọng dây thun tại vì nó quá chắc đó. Hôm đó em Hiếu của mọi người đi cứ chơi cái quán game mà thường Hiếu cũng hay chơi á, hay chơi lắm, nhưng mà cái lần đó là đợt nghỉ hè cho nên Hiếu lên nội của Hiếu rồi sau đó mới về lại đây chơi nè, cho nên là gần 3 tháng trời tôi chưa ra cái tiệm nét đó nha mọi người, gần 3 tháng tôi chưa ra cái tiệm nét đó. Cái hôm đó em Hiếu của mọi người mua một cái bịch bún thịt nướng, một cái bịch bún thịt nướng vừa mới sáng sớm là tôi đi ra đó, tôi đi trên nét rồi đó. Mẹ của em Hiếu thường mỗi sáng mẹ em Hiếu cho em Hiếu 20.000 một hịch, một bịch bánh nướng, một cái hộp bún thịt nướng là khoảng tầm 12.000 hay là 15.000 gì đó, còn dư lại cái đi chơi game. Hôm đó mới sáng sớm mà nguyên cái tiệm game đâu có chừng được có hai ba người, có tôi với lại một số người, một một vài người khách khác nữa thôi, còn cái bà chủ quán thì lúc đó bà đi đâu rồi đó, bà không có ở nhà.
cái lúc đó em Hiếu của mọi người vẫn diễn ra như bình thường nha. Cái tôi cắn cái bịch địch, cắn cái đít của cái bịch nước mắm ra mọi người, cái tôi chế, cái tôi cắn xong cái nó xịt, cái nó văng, cái nó đổ ra bàn phím bả mọi người. Nó đổ ra bàn phím, nó đổ ra tấm lót chuột, nó đổ ra con chuột, tao nói mày tè le hết. Em Hiếu của mọi người hoang mang chứ, tôi sợ mọi người. Cái tôi thấy vậy cái thôi tôi nhanh trí tôi mới đổi sang máy khác tôi chơi. Cái tôi đổi xuống cái máy đầu cuối cuối á, nhưng mà trước lúc đó em Hiếu của mọi người vẫn có chậm chậm và lao lao qua qua sơn nha mọi người. Cái tôi chuyển xuống dưới máy cuối cùng tôi ngồi chơi rồi. Cái lúc này trong đầu của tôi nghĩ là à, cái câu chuyện mà mình làm đổ nước mắm đó chắc sẽ muôn đời không một ai phát hiện ra được. Cái tí nữa khoảng tầm chừng 15 nửa tiếng gì sau vậy đó, cái bắt đầu là có khách đông đông vô người ta chơi nha. Cái có một thằng nó cũng ngồi, nó vô nó chơi, nó ngồi ngay cái chỗ cái máy của em Hiếu làm đổ nước mắm á mọi người. Lúc này bà chủ quán game về rồi nha. Lúc này bà chủ quán game bà chở con bà đi học hay đi đâu á, bà chở bà về rồi. Cái thằng đó nó ngồi, cái nó kêu ủa cô ơi sao hả cái chỗ này hôi nước mắm quá à, giống như là hả có ai mới làm đổ nước mắm vậy đó cô. Cái tôi ngồi cái trời ơi chắc nó nói mình quá, chắc không phải nó nói mình đâu, chắc không phải nó nói mình đâu, chắc thằng nào đó làm đổ chứ sao mình được, cái câu chuyện đó của mình sẽ không ai biết đâu nha. Cái lúc này cái em Hiếu của mọi người mới nghe cái tiếng vọng lại của bà chủ quán nha mọi người. Bà chủ quán ở đằng trước á, bà nói vọng vô bà kêu à, mày mốt á đứa nào á hả mà có ăn ha bún thịt nướng á mà cắn nước mắm đồ này nọ làm ơn có làm đổ á thì đừng có đổi máy. Cái xong của tôi mới nói ủa sao giống như bả phát hiện ra âm mưu của mình quá vậy ta, ủa làm sao bả biết được, làm sao bả biết được trong khi mình làm đổ nước mắm mình đã đổi máy nhanh như vậy và lúc đó không hề có bả ở nhà, làm sao bả biết được. Em Hiếu của mọi người rất non nha mọi người, tại vì cái lúc đó bà đợt trước á là chỗ đó bị mất xe đạp hay là mất cái gì đó, cho nên là ở đó gắn camera rồi, là cho nên là ở chỗ đó gắn camera trong tiệm net rồi. Mà em Hiếu của mọi người gần 3 tháng trời sau khi nghỉ hè đi lên nhà nội của tôi mới về đây tôi chơi, mà tôi đâu có biết, tôi không hề hay biết gì luôn. Tôi cãi tới đâu với bà không, chưa đâu bà chưa có vô vấn đề chính đâu. Cái xong cái lát nữa cái bà đây bà đi xuống bà lao bà quét bà chùi mấy cái máy đồ này nọ, cái xong cái bà nói nhớ nha, mai mốt có chơi á làm đổ nước mắm á thì đừng có đổi máy. Mà bà nhìn qua tôi mọi người, bà nhìn qua cái chỗ của em Hiếu, bà nhìn qua chỗ tôi, mà mấy ông nghĩ đi với cái miệng này làm gì vừa với tôi được. Cái tôi mới bực quá tôi nói hả cái gì vậy, sao cô hả cô nói mà cô hả cứ nhìn qua bên con giống như là con làm đổ nước mắm vậy đó. Cái bà nói chứ gì không phải mày hay gì nó không, con mà làm đổ nước mắm ở chỗ cô nha không bao giờ mà con ra tiệm net cô chơi thêm một lần nào nữa. Bà nói có chắc không, nhìn lên đi, nhìn lên chỗ tay trái ở trên đi kìa, nhìn đi, cái cô nói gì nhìn gì nhìn. Em Hiếu ngước lên à camera. Cô ơi tính tiền cho con cái, cô ơi con về dạy con phải về con học bài nữa, con không có tính chơi mấy cái game này, cô tính tiền cho con đi nha. Quê mấy má, bữa đó đúng quê luôn á, bữa đó thiếu đều là chỉ còn có đội cái quần slip lên nhà lên đầu để đi về nhà nữa thôi đó. I've been cold for so long. One touch.